Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hẳn Computer. Các bạn nghĩ sao về bộ PC gaming nó phải vừa bền, vừa có hiệu năng cao để đảm bảo cho những game thủ chơi game hardcore, nhưng mà nó lại phải có một mức giá là hợp lý? Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ PC như vậy. Và nếu như các bạn đang muốn build một bộ PC gaming nó đảm bảo được về độ bền ấy, thì đương nhiên tất cả linh kiện của nó sẽ phải có độ tương thích với nhau. Thứ hai là nó sẽ phải support rất là nhiều công nghệ về việc đảm bảo về độ an toàn của PC. Và thường thì những linh kiện mà nó thiên về độ bền thì thường thiết kế của nó sẽ không phù hợp với cả game thủ lắm, và nó cũng ít tính năng lòe loẹt, thế nên là những game thủ sẽ không yêu thích điều này. Nhưng Asus là một trong số ít những hãng có thể làm được một bộ PC gaming nó vừa đẹp vừa bền dành cho những game thủ khi khai sinh ra dòng sản phẩm đấy chính là TUF của mình, với yêu cầu về độ bền cao và hoàn toàn có thể cạnh tranh được với cả những sản phẩm dòng gaming truyền thống. Có thể một mình Asus không thể nào mà làm được tất cả những linh kiện trên một bộ PC, nhưng mà Asus đã hợp tác với cả Cooler Master hay là rất nhiều hãng khác để tạo ra một hệ sinh thái TUF của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tất cả những linh kiện để cấu thành nên bộ PC vừa đẹp vừa bền này. Về linh kiện thì chắc chắn không thể nào không nhắc tới về dòng sản phẩm TUF, đấy chính là bo máy chủ. Ở đây mình sẽ sử dụng bo máy chủ là Asus TUF Z370 Plus Gaming. Về thiết kế thì nó mặc dù là dòng bo máy chủ bền bỉ, nhưng mà nó không hề mang lại cho chúng ta cảm giác là cục mịch hay là cảm giác thô. Cảm nhận của mình là nó không còn được mạnh mẽ như là những đời trước nữa. Nó kiểu vẫn hầm hố nhưng mà đã được lược bỏ đi những chi tiết rườm rà mà những game thủ không cần thiết. Nó tạo nên một bo máy chủ có thiết kế vừa mạnh mẽ nam tính nhưng lại không bị quá đà và có thiết kế phù hợp với cả những game thủ. Chi tiết hơn về thiết kế thì ở trên main các bạn sẽ có rất nhiều họa tiết camo xen kẽ với cả những đường kẻ màu vàng, nó tạo ra điểm nhấn cho bo máy chủ. Và thông thường thì những bo máy chủ khác nó chỉ có một màu mà thôi. Phần giáp che IO cũng được làm rất là lớn với dòng chữ TUF Gaming. Đây là một điểm cộng về thiết kế bởi vì nó làm cho thiết kế tổng thể của bo máy chủ nó được đầy đặn hơn. Tản nhiệt chipset Z370 nó cũng được làm tương tự như là phần giáp IO, nó rất đẹp và ăn nhập với cả thiết kế tổng thể. Ngoài ra, bo máy chủ Asus Z370 Plus Gaming này nó còn có một điểm nhấn nữa rất mạnh với thiết kế, đấy chính là giải LED AuraSync RGB ở phần cạnh phải để bắt kịp với cả phong trào RGB hóa mọi thứ như hiện nay. Giải LED này được làm rất là dài và rất sáng, thế nên là nó sẽ rất là nổi bật khi mà đặt ở bên trong vỏ cây. Khe ổ cứng SSD M2 nó cũng được trang bị giáp tản nhiệt, thế nên là nó sẽ tăng hiệu quả giải nhiệt cũng như là tạo ra sự ổn định cho hệ thống. Về thiết kế thì nó sẽ là như vậy, rất là ổn đúng không? Nhưng mà về chất lượng của bo máy chủ này sẽ như thế nào, những linh kiện được sử dụng trên bo máy chủ đấy có bền hay là không, thì đương nhiên nó là TUF thế nên nó sẽ rất là bền. Hầu hết những thành phần quan trọng về điện như là tụ hay là cuộn cảm thì nó đều đạt tiêu chuẩn độ bền của quân đội. Gần như không có một bo máy chủ gaming nào có được tính năng này. Ngay bên dưới lớp giáp IO các bạn sẽ có một loạt công nghệ bảo vệ nữa, ví dụ như là về công nghệ cho cổng kết nối như LAN hay là USB. Các bạn sẽ được bảo vệ gần như là về mọi mặt, mà khi nhắc đến về độ bền thì đương nhiên không thể nào không nhắc tới, đấy chính là khe PCI được bọc giáp để tránh hiện tượng cong vênh khi các bạn gắn những các mẫu các loại to và nặng. Để hỗ trợ tốt nhất cho game thủ thì Asus đã tích hợp vào TUF Z370 Plus Gaming này rất nhiều công nghệ khác nữa, ví dụ như là Turbo LAN để tăng sự ổn định cũng như là tốc độ đường truyền mạng trong quá trình các bạn chơi game, rồi khả năng tăng hiệu năng của cải thống chỉ với một cú click chuột mà không cần phải mời mỏ ép xung, với bộ phần mềm tiện ích tích hợp của Asus TUF. Nãy giờ mình đã nhấn mạnh khá là nhiều với bo máy chủ bởi vì đây là một trong những linh kiện rất là quan trọng và nó cũng là linh kiện nổi bật nhất ở trong bộ PC này. Tiếp theo về các đồ họa, mình sẽ lựa chọn là Asus ROG Strix GTX 1060 bản 6GB, và hiệu năng của nó sẽ đáp ứng cho bạn là chơi tất cả các game một độ phân giải Full HD mà các bạn sẽ bật là max setting, nhưng nó vẫn đảm bảo sự mượt mà cho các bạn. Với dòng ROG Strix thì nó sẽ đề cao về khả năng tản nhiệt cũng như là độ bền, thế nên là các bạn hãy yên tâm đi, nó sẽ chạy rất là bền bỉ khi mà chạy nặng trong thời gian dài. Nhìn vào thiết kế của nó thì các bạn cũng sẽ biết là nó sẽ mát như thế nào, bởi vì nó được trang bị tới là 3 quạt tản nhiệt và nó sẽ có chế độ là không decibel khi mà nhiệt độ dưới 60. Nó vừa yên tĩnh mà vừa mát, đây sẽ là một sự lựa chọn tốt nhất dành cho các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn kit RAM Zskill Sniper X. Nó có thiết kế camo, nó rất phù hợp với cả thiết kế tổng thể ở bên trong hệ sinh thái là Asus TUF Gaming. Một kit RAM như thế này các bạn sẽ có dung lượng là 16GB, các bạn có thể chơi game một cách thoải mái mà không sợ thiếu RAM, hoặc stream nhẹ những tựa game eSports. Ngoài ra kit RAM Zskill Sniper X này khi hoạt động trong thời gian dài nó cũng rất ổn định và cũng như là phù hợp với cả bo máy chủ Asus Z370 Plus Gaming. Còn những linh kiện khác như là nguồn hay là vỏ cây rồi là tản nhiệt thì Asus đã hợp tác với cả Cooler Master để tạo ra những sản phẩm có hiệu năng tốt nhất cũng như là về mặt thẩm mỹ cũng như là độ bền đảm bảo cho hệ thống TUF này. Về vỏ cây thì đây chính là mẫu Cooler Master Masterbox MB500 nhưng được gắn thêm mác là TUF Gaming Edition.
mọi mặt về kết cấu cũng như là về cấu tạo thì nó vẫn được giữ nguyên, nhưng mà lớp sơn ở bên ngoài thì nó đã được thay đổi với cả họa tiết camo truyền thống của dòng Asus TOF Gaming. Nếu như các bạn đã từng sử dụng là Masterbox MB500 rồi thì các bạn sẽ biết là nó sẽ hỗ trợ về tản nhiệt nước rất là đa dạng, khi nó hỗ trợ rất nhiều loại rad khác nhau, rồi khả năng lưu thông luồng gió ở bên trong vỏ cây để làm cho linh kiện mát hơn của nó cũng rất là ổn. Còn về bộ nguồn được sử dụng là Cooler Master Masterwatt 750 được gắn thêm mát TOF Gaming Edition. Nó cũng giống là vỏ cây, về bản chất nó vẫn là con Masterwatt 750, nhưng lớp sơn bên ngoài đã được thay đổi với cả họa tiết camo. Với bộ nguồn này thì các bạn sẽ có kiểu thiết kế là vừa module vừa dây, thì nó giúp các bạn có thể đi dây một cách gọn gàng hơn, nó tránh những chi tiết thừa gây mất thẩm mỹ trong bộ PC. Còn bộ nguồn Masterwatt 750 này nó có được chứng nhận là 80 Plus Bronze và những linh kiện cao cấp ở bên trong bộ nguồn, thế nên là các bạn sau này có muốn nâng cấp thì cũng rất là dễ để nâng cấp lên GTX 1080 nếu như các bạn muốn. Bộ PC này nó sẽ đề cao về độ bền cũng như là ổn định, thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể nào mà dùng tản stock, mà để ổn định nhất cũng như là bền nhất thì chúng ta sẽ dùng tản nhiệt khí. Và chi tiết hơn thì đây chính là mẫu Cooler Master Master Air MA410M gắn mác là TOF Gaming Edition. Mẫu Master Air MA410M nó đã được ra mắt khá là lâu rồi, nhưng mà thiết kế của nó thì chủ yếu là màu đen, nó khá là đơn điệu. Nhưng mà khi gắn mác TOF Gaming Edition vào thì nó đã đẹp hơn rất là nhiều, với cả những họa tiết camo xen kẽ với cả LED RGB. Và những LED RGB này nó có hỗ trợ Aura Sync, phần tiếp xúc với cả CPU sẽ có 4 ống đồng cỡ lớn đi qua, thế nên là khả năng dẫn nhiệt của nó sẽ là rất nhanh, hoặc nó hoàn toàn có thể cân được cả i7-8700, thế nên là các bạn hãy cứ yên tâm về khả năng giải nhiệt của bộ tản nhiệt này. Cuối cùng là CPU, thì với những linh kiện mà mình đã lựa chọn vừa rồi, nó hoàn toàn có thể cân được bất kỳ một CPU Conflict nào. Nhưng mà để đảm bảo về mức giá hợp lý cũng như là các bạn có được một hiệu năng cao, thì chúng ta có thể nên lựa chọn là i5-8500. Nó vừa chơi game ngon, vừa có thể stream được, nó đắt hơn con i5-8400 một chút, nhưng nó lại có xung nhịp cao hơn, thế nên là sẽ cho hiệu năng chơi game tốt hơn. Ngoài chơi game ngon ra thì i5-8500 còn có khả năng render video tốt, do đó có đến 6 nhân thực và xung nhịp cao. Các bạn hoàn toàn có thể xử lý video hay là hình ảnh, mà khi các bạn có render trong thời gian dài trên bộ PC này thì các bạn hãy cứ yên tâm, bởi vì nãy giờ chúng ta đang build trên tiêu chí là độ bền cao. Tổng giá trị của tất cả những linh kiện mà mình đã lựa chọn vừa rồi là vào khoảng tầm 25 triệu. Với khoảng tầm hơn 25 triệu một chút thì các bạn sẽ có được sự đồng bộ với thiết kế này, đồng bộ về mặt hiệu năng và độ bền của nó cũng rất là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chấm điểm xem hiệu năng của nó sẽ như thế nào. Through the canals, so the mindset I need it. Yeah, I need it. Oh, let's freeze time. Gather around, watch the sun go down. Oh, in summertime. Soaking up the sun. Cruising around in this crazy town. Oh, just you and I. Just you and I. Về hiệu năng chơi game thì chắc chắn các bạn đã biết là hiệu năng của GTX 1060 6GB nó mạnh như thế nào rồi. Và nếu như bạn nào chưa biết thì mình có thể đánh giá nhanh, đó là nó có thể cân tốt tất cả các game hiện nay ở thiết lập tối đa trên độ phân giải là Full HD, mà FPS của nó chắc chắn sẽ không dưới 30 và nhiều game nó còn lên trên 60G. Và kể cả như là PUBG, khi mình để thiết lập ở mức là High Sting trên độ phân giải là Full HD thì FPS trung bình của mình vẫn xoay quanh mức là 100 FPS, nó rất là mượt mà. Các bạn cứ mua đi sẽ không phải hối hận đâu. Khi mà mình benchmark bằng phần mềm chấm 3D huyền thoại, đấy là 3DMark, thì nó cho điểm số rất cao, nhất là phần điểm vật lý, do là i5-8500 nó rất mạnh. Với 6 nhân thực thì nó đã là quá đủ cho việc chơi game hiện nay rồi, và nó hoàn toàn có thể cân tốt tất cả các cạc loại hiện nay, kể cả như là GTX 1080 Ti nếu như bạn nào sau này có muốn nâng cấp thêm nữa.
Bởi vì bộ PC Asus TOF này nó được build trên tiêu chí là độ bền. Thế nên các bạn hãy cứ yên tâm đi, các bạn có chơi game 8 đến 10 tiếng một ngày thì bộ PC này cũng không hề xin nhê đâu. Các bạn hãy cứ chơi game kiểu hardcore nhất có thể với bộ PC này. Và ngoài ra hiệu năng làm việc của nó và khả năng bền bỉ trong quá trình làm việc của nó cũng rất là cao. Thế nên là mình đã chấm qua hiệu năng làm việc của nó để sâu ra cho các bạn xem. Đầu tiên với một phần mềm render đồ họa là Blender. Khi mà mình cho nó render cùng một project với cả R5600 và i7-6700K thì nó có thua với cả R5600, bởi vì dù sao thì AMD cũng có lợi thế về số luồng gấp đôi, nhưng mà nó vẫn nhanh hơn là i7-6700K, một flagship cách đây khoảng tầm 2 năm mà có giá là gấp đôi. Còn khi xử lý video với cả bộ phần mềm của Adobe thì chắc chắn i5-8500 sẽ cho trải nghiệm mượt mà hơn so với cả R5600 hay là R5-2600 rất nhiều. Kết hợp cùng với cả GTX 1060 6GB nữa thì nó sẽ như là hổ mọc thêm cánh khi mà cho tốc độ render rất nhanh và preview tốt. Lượng nhân CUDA lớn ở trong GTX 1060 nó sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong khi các bạn làm đồ họa, nhất là khi các bạn edit video. Và các bạn lúc này có thể edit tốt tất cả những video Full HD và còn video 4K sẽ là vừa đủ. Về đồ họa hình ảnh thì có vẻ nó rất ngon đúng không? Vậy nên mình sẽ chuyển qua những ứng dụng về simulator. Khi mà mình chấm qua với phần mềm SpecViewPep 13, nó cho điểm số rất là khả quan. Kể cả với những phần mềm thường xuyên được sử dụng bởi những kỹ sư như là Baresmark hay là Maya, SolidWorks hay là Scrawl thì nó đều có thể cần tốt và cho hiệu năng rất ấn tượng. Đương nhiên thì về làm việc simulator thì nó không thể nào mà bằng được với cả Quark Pro, nhưng mà đổi lại các bạn sẽ có một hiệu năng chơi game ngon này, độ bền tốt là rất đáng và quá là đáng luôn. Tổng kết lại, khi các bạn bỏ ra khoảng tầm gần 30 triệu đồng, các bạn sẽ có được một bộ PC đồng bộ về thương hiệu Asus TOF Gaming này. Và độ bền cũng như là khả năng tương thích của nó thì miễn bàn, bởi vì dù sao đây cũng là đồng bộ với thương hiệu Asus TOF. Và ngoài ra nữa, các bạn còn có một hiệu năng chơi game khủng, độ bền cao, rồi là khả năng làm việc cũng không phải giảm vừa đâu. Vậy ý kiến của bạn như thế nào với bộ PC như thế này, một bộ PC bền, hiệu năng cao, khả năng làm việc, chơi game tốt? Các bạn hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.